Lạy mẹ Maria kính yêu, xin cùng chúng con tôn thờ Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Kính thờ Thiên Chúa tình yêu đã tác sinh hoàn vũ tuyệt diệu biết bao, Thánh Tử hy sinh máu đào, cứu thoát trần thế vương rào tội khiên. Ngợi khen đấng ban bình yên, đoàn con kính Chúa nhân hiền xót thương. Kính chào Chín Phẩm Thiên Chúa,
Lạy mẹ Maria, như những cánh hoa muôn màu, trắng, xanh, vàng, tím, đỏ tươi, tượng trưng cho cuộc sống của chúng con mỗi ngày. Chúng con xin dâng trong vòng tay từ ái của mẹ là những người huynh trưởng thiếu nhi thánh thể. Chúng con được kêu gọi để tiếp tục sứ mệnh của Chúa Kitô. Xin cho chúng con trở nên những người cộng tác với Thiên Chúa, cùng liên kết với nhau, cùng lắng nghe lời Chúa, dám làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa giữa toàn thể gia đình nhân loại và biết để Chúa làm mọi sự trong con. Như thế, con sẽ trở thành một huynh trưởng đắc lực của Chúa. Lạy mẹ Maria, xin giúp chúng con sống trung tín và can đảm trên bước đường hy sinh phụng sự Chúa. Xin mẹ biến đổi từng tâm hồn của chúng con để trở nên những đóa hoa tươi thắm, thấm hương nhân đức trong mọi biến cố của cuộc đời và biết dõi theo gương mẹ, sống tin yêu phó thác trọn vẹn nơi Chúa. Ngần những đóa khiết trinh, xin dâng lên mẹ cuộc đời hiến dâng. Chúng con xin dâng lên mẹ Đức Thánh Cha Francisco, hàng giám mục, linh mục và tu sĩ. Xin cho các ngài luôn là những trung gian hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người, để giáo hội trở nên dấu chỉ hiệp nhất trong yêu thương giữa lòng thế giới hôm nay. Rực rỡ muôn hoa như hào quang mẹ chiếu qua thế trần, chúng con xin dâng lên mẹ từng người trong giáo xứ chúng con. Xin mẹ giúp chúng con thắng được cơn cám dỗ nhờ tỉnh thức và cầu nguyện, nhờ chay tịnh và làm chủ bản thân, để chúng con dám đi vào con đường hẹp, con đường nghèo khó, khiêm nhu, con đường hy sinh phụng vụ và chính Chúa Giêsu và mẹ đã đi qua. Nhớ nhung, nhớ nhân đức mẹ vô cùng cao sang, chúng con xin dâng lên mẹ những người nghèo khổ về tinh thần cũng như vật chất. Xin cho có nhiều tấm lòng quảng đại giúp đỡ để họ sớm tìm lại được niềm vui hạnh phúc, bình an thực sự trong tâm hồn và trong đời sống từng ngày. Điệu mỹ miều, kết tà áo mẹ lắng nghe lời người, chúng con xin dâng lên mẹ từng bạn trẻ trong giáo xứ chúng con. Xin cho các bạn trẻ biết nhận ra và quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa, để đóa hoa trong lòng các bạn mãi mãi tỏa hương trong lòng giáo hội và trở nên những chứng nhân, niềm hy vọng cho giáo hội và xã hội hôm nay. Maria, với những tâm tình cộng đoàn chúng con vừa dâng kính mẹ, qua muôn ánh nến lung linh và muôn hoa sắc thấm, giờ đây xin mẹ giúp mỗi người chúng con biết dõi bước theo mẹ đi vào đời, rạng soi trần thế bằng ánh sáng lời Chúa, biết nắm tay cùng nhau, dìu nhau đi trên con đường hội thánh, cùng nhau tham gia xây dựng nước Chúa trong sứ vụ mà Chúa trao phó cho mỗi người chúng con. Mẹ ơi, xin thương đồng hành cùng chúng con. Amen. Con đến trước ở